Anh không chấp nhận thì anh phải giải thích cho em là tại sao nhé. Tức là xe đó Sở Văn hóa Thông tin đã thu hồi khẩu phiếu. Anh chấp nhận lúc nào em đầy đủ hết thì anh mới chấp nhận. Bây giờ em không hiểu thì em mới thay đi em đăng ký mà sao anh nói không chấp nhận, em không hiểu không chấp nhận là như thế nào. Tức là giờ tới đăng ký đúng không? Đầy đủ photo cả quẹt cả thứ đăng ký. Anh kiểm tra ở bên kia mà nó chấp nhận á. Đầy đủ á. Bên nào anh đăng ký? Bên nào chấp nhận anh? Bên Sở Văn hóa Thông tin là thứ chấp nhận. Sao lại Sở Văn hóa Thông tin ở đây? Anh say rượu rồi anh lại nói. Anh làm trong bên sở này. Anh làm việc mà anh say rượu thế này thì thôi chứ anh nói Sở Văn hóa Thông tin nào ở đây? Xe mà liên quan gì tới Sở Văn hóa Thông tin? Anh đã say. Anh đã có hơi men, anh say rượu. Không, anh say rượu. Anh nói cái chuẩn. Tôi đã ghi âm. Tôi đã quay video. Tôi qua tôi gặp mấy sếp tôi đưa luôn cho mấy sếp coi cho thái độ làm việc của anh như thế nào. Anh coi anh đã chuẩn chưa? Tao phải chuẩn như tao rồi. Tao là ai? Thế mày về đi. Sao lại mày? Tao là mày này. Tao có thủ tục đó là như vậy. Còn tao không xác nhận được với lãnh đạo. Thì xin lỗi anh nói tao mày với dân là không được. Không sao gì đâu. Tại vì cái gì ngày mai này thủ tục cái hướng dẫn sau. Tin mới nhất, ngày 20 tháng 6 năm 2022, kênh Đa Chiều dẫn nguồn người lao động online đưa tin. Cục thuế Kon Tum nói gì về cán bộ thuế nghi say xỉn? Mày tao với người dân. Theo Cục thuế Kon Tum, cán bộ thuế nghi say xỉn, xưng hô mày, tao với người dân tại trụ sở đang trong thời gian nghỉ phép. Khi đến cơ quan lấy áo khoác thì gặp người dân đến làm việc. Ngày 20 tháng 6, Cục thuế tỉnh Kon Tum cho biết đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin cán bộ thuế nghi say xỉn. Mày, tao với dân mà báo người lao động online đã đăng tải. Báo cáo này đã được gửi Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Cục thuế tỉnh Kon Tum, vị này phải xin ý kiến từ Tổng Cục thuế mới có thể thông tin chính thức cho báo chí. Theo vị này, người bị tố say xỉn, xưng hô mày, tao với người dân là ông T, V, H, Phó đội trưởng đội quản lý thuế liên xã, thị trấn huyện Con Dẫy, thuộc chi cục thuế khu vực số 1 tỉnh Kon Tum. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy hôm 8 tháng 6, ông T, V, H đang trong thời gian nghỉ phép, đã sử dụng rượu bia. Khi quay về cơ quan để lấy áo khoác thì gặp một người dân đến làm việc. Sau đó, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại và người dân này quay clip để phản ánh. Như báo người lao động online đã thông tin ông T, T, N, chú huyện Con Dẫy phản ánh chiều 8 tháng 6. Khi đến làm thủ tục thuế tại chi cục thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum, ông gặp cán bộ T, V, H trong phòng làm việc. Lúc này ông T, V, H có biểu hiện say xỉn, không tiếp nhận giải quyết hồ sơ, không hướng dẫn. Sau đó, giữa hai bên trở nên căng thẳng, to tiếng từ phòng làm việc đến hành lang. Thậm chí, cán bộ thuế này còn xưng hô mày, tao. Theo ông T, V, H, vào sáng 8 tháng 6, ông đi họp, buổi chiều nghỉ nên buổi trưa đã uống mấy ly rượu. Sau đó, ông T, V, H vào phòng làm việc lấy áo khoác để trở về nhà. Đúng lúc này, ông T, T, N đến hỏi làm thủ tục về thuế. Tôi nói là đã uống rượu rồi thì không làm việc. Hẹn ngày mai quay trở lại, ông T, V, H cho hay. Ngay sau khi báo người lao động online thông tin, Tổng Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế tỉnh Kon Tum xác minh, xử lý nghiêm sai phạm nếu có của công chức thuộc sự quản lý của đơn vị. Đồng thời, yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với công chức liên quan để phục vụ việc xác minh thông tin phản ánh của báo chí. Ngoài ra, Tổng Cục Thuế còn yêu cầu Cục Thuế tỉnh Kon Tum rà soát quy trình quản lý, nội quy, quy chế và khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý tại đơn vị. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, xem xét xử lý vi phạm theo phân cấp quản lý cán bộ và báo cáo Tổng Cục Thuế trước ngày 20 tháng 6. Ngay sau đó, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6 đối với ông T, V, H. Bạn đang xem tin mới từ kênh Đa Chiều, được dẫn nguồn uy tín và nhanh nhất hiện nay. Để biết thêm nhiều tin tức hot trong và ngoài nước, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chân thành cảm ơn.